Đây, hôm nay đến với cô chủ quán thì cô chủ quán đang ship hàng cho khách đây. Hôm nay là 28 âm lịch rồi các bạn ạ. 28 âm lịch cho nên là món này lại lên ngôi các bạn nhé. Lại tiếp tục lên ngôi cái món này. Đấy. Đấy, đây là đây, đang xem cô chủ đang ship cho khách nhờ. Vâng ạ. Khách lấy nhiều không ạ? Hôm nay khách lấy tầm 4-500 này. Ui giời. Khách lấy 4-500 nghìn kìa. Chắc là 4-500 nghìn phải có nhiều người rồi. 450 480 nghìn. Cả canh là 480. Chắc người ta ngồi một mâm ăn đấy. Chắc là ship về ra ăn một đá. Ship vào 1-2-3 trong này. Như thế đúng không? Đấy. Chờ em cho em thái nốt đĩa này nhá. Vâng. Lưới. Gọi gọi xe đi. Chưa gọi. Gọi xe được có ngay mà. Ba chỉ thì có loại mỡ là xe này nào. Loại lạc ấy, ba cho chị làm đây chị ơi. Chứ là con này sợ bé. Đấy. Chị ơi, chó chỉ như này thôi, mình 5 cân tầm này thôi mới ngon chứ chó to quá chó lai thôi. Nhà em không làm con to quá đâu. Chứ vừa mới vừa nạc mới ngon. Đây 100 ạ. Thái luôn không ạ? Thái luôn. Vừa mới vừa nạc mới ngon. Có một đợt ăn thịt chó đây gặp một con chó nó vừa vừa tầm ấy, ngon thế nhỉ? Mà mình thái mua ăn nhỉ? Nóng à? Tại vì cái miếng này úp cái bì xuống ấy. Đấy, hôm nọ khen chủ quán là thái này có vào tay bao giờ không? Chưa vào tay bao giờ. Chưa vào tay bao giờ. Rất là đều. Quen rồi, ngày... Một ngày thái. Gần xong rồi. Thái bao nhiêu con rồi, làm sao vào tay thì nữa. Ơi, rắc mấy giường lên nhé. Mọi hết đi. Đấy cái chân bên này nhắm rượu bên sướng này. Nhưng mà hôm nay chân chậm nhỉ? Chân chậm. Hôm nay ăn chân mấy? Hôm nay các chân chậm đấng nhậu là đang mải rồi. Đang mải bóng đá. Chân to là một đôi to là 25 nghìn. Vâng. Cuối tháng tùy ý nhỉ, có tháng đông lắm, có tháng gì ấy. Em hỏi anh Thái 2 tháng 3 tháng nào cũng đông mà. Kể cả những ngày bình thường có tháng có ngày bình thường chậm nhưng mà riêng 30 ngày nào cũng đông. Mình chưa ra đây quay 30 một ngày nào nhỉ? Hôm nào sắp xếp một buổi đi ra. Anh toàn là bận thời điểm đó, nhiều lúc là 30 lại đến đây mua. Anh Thái em 30 chẳng ra nhỉ? Và vợ hôm nay vợ đi làm bận mấy. Đấy các bạn này. Vừa mới đưa các bạn đến với quán thịt chó ở rồi. Đấy và mình đã mua thêm một ít thịt chó về ăn. Đấy bây giờ thưởng thức luôn các bạn nhé. Đây là món dồi chó các bạn này. Miếng dồi chó rất là ngon các bạn ạ. Được. Món dồi chó quán này chị làm ăn rất là ngon các bạn ạ. Ăn nó mềm. Mềm mà nó không khô. Đây. Đây là đây, tôi bảo chị đấy cho miếng ba chỉ các bạn này. Ba chỉ rất là ngon các bạn nhá. Miếng thịt chó này của chị rất là mềm. Con chó này không phải chó già đâu các bạn, chó này chó vừa tầm, cho nên ăn rất là ngon, ăn được ấy. Như là con chó này ăn, con này nó nửa mỡ nửa nạc này ăn rất là ngon các bạn. Mình cũng rất thích ăn những loại chó nửa mỡ nửa nạc này.